Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt và giờ tốt trong tháng 4 âm lịch cho quý vị và các bạn tiến hành công việc là cắt tóc. Thì ở trong những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn bằng cách sử dụng quyển ngày tốt toàn thư để tìm cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để cắt tóc trong cái tháng 4 âm lịch, đúng không ạ? Thì chúng ta có 2, 4, 6 ngày tốt để cắt tóc. Thì trong video hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những giờ tốt để quý vị tiến hành công việc cắt tóc cho được thì hành thông thuận lợi. Thì đầu tiên tôi sẽ điểm danh lại những cái ngày tốt trong tháng 4 âm lịch để quý vị tiến hành công việc là cắt tóc. Thì trong tháng 4 âm lịch có những ngày tốt cắt tóc sau. Đầu tiên là ngày mùng 8, nó rơi vào ngày Tân Dậu, đúng không? Ngày thứ hai là ngày 11 là ngày Giáp Tý. Ngày thứ ba là ngày 12 là ngày Ất Sửu. Ngày tốt thứ ba là ngày 17 là ngày Canh Ngọ. Ngày tốt thứ tư là ngày 20 là ngày Quý Dậu và ngày tốt thứ năm là ngày 29 là ngày Nhâm Ngọ. Đó là những ngày tốt để cắt tóc trong cái tháng 4 âm lịch. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào xét từ ngày 1. Thì ngày tốt đầu tiên chúng ta xét đó là ngày Tân Dậu. Trong ngày Tân Dậu thì nó bị xung với tuổi Ất Mão và tuổi Kỷ Mão. Thì những người tuổi Ất Mão và Kỷ Mão sẽ không dùng ngày này. Đấy. Và ngày Tân Dậu thì nó khởi là khởi giờ Mậu Tý. Và giờ Mậu Tý nó là giờ trung bình, giờ tư mệnh là giờ trung bình cát. Giờ Sửu nó có câu trần và có tuần không, nó là giờ xấu, tao dùng. Tiếp theo là giờ Canh Dần, giờ Dần nó có Thiên Ất Thanh Long, nó giờ tốt. Giờ Mão thì nó có Minh Đường, nó có Nhật Phá, nó là giờ trung bình. Tiếp theo là gì? Giờ Thìn, nó là giờ trung bình. Giờ Tỵ, nó là giờ trung bình. Giờ Ngọ có Thiên Ất, có Kim Quỹ, nó là giờ tốt. Giờ Mùi nó có Bảo Quang, nó là giờ tốt. Giờ Thân, nó có Hỷ Thần, có Bạch Hổ, nó là giờ trung bình. Giờ Dậu là giờ trung bình. Giờ Tuất thì nó có Nhật Hại, nó là giờ xấu. Cuối cùng là giờ Hợi có Nhật Mã, có Nguyên Vũ, nó là giờ trung bình. Thì trong ngày mùng 8 ngày Tân Dậu sẽ có khung giờ tốt sau. Chúng ta biết Tân thì lấy lộc địa Dậu, đúng không ạ? Tân Dậu thì lấy lộc địa Dậu. Lục Tân Phùng Mã Hổ lấy Ngọ và Dần làm quý nhân. Dậu và Thìn thì là nhị hợp. Tỵ Dậu Sửu thì là tam hợp. Đó. Như vậy trong ngày mùng 8 Tân Dậu sẽ có những khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên nó là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Giờ tốt thứ năm nó là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày Tân Dậu, tức là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nó rơi vào ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch. Ngày tốt tiếp theo chúng ta xét đến là ngày 11 tháng 4. Ngày 11 tháng 4 nó chính là ngày 11 tháng 5 dương lịch. Đó là ngày Giáp Tý. Thì trong ngày Giáp Tý thì chúng ta kỵ xung với tuổi là gì? Mậu Ngọ và tuổi Nhâm Ngọ. Vì vậy những người tuổi Mậu Ngọ và Nhâm Ngọ sẽ không dùng ngày này. Và trong ngày Giáp Tý thì nó khởi là khởi giờ Giáp Tý. Thì chúng ta có giờ Tý và giờ Sửu. Giờ Tý và giờ Sửu nó là giờ tốt. Giờ Dần nó là giờ trung bình cát. Giờ Mão là giờ trung bình cát. Giờ Thìn có Thiên Lao, nó là giờ xấu. Giờ Tỵ thì có Huyền Vũ nó là giờ xấu. Giờ Ngọ có Tư Mệnh, nó là giờ trung bình. Giờ Mùi là giờ trung bình. Giờ Thân, giờ Dậu cũng là giờ trung bình cát. Giờ Tuất thì nó có Thiên Hình, có Tuần Không, nó là giờ xấu. Giờ Hợi thì nó có Tuần Không và có Chu Tước, nó là giờ xấu. Trong cái ngày Giáp Tý đúng không ạ, thì giờ nào giờ tốt nhất? Chúng ta biết Giáp thì lấy lộc tại Dần, vị trí giờ Dần là giờ tốt đầu tiên. Giáp Mậu Canh Ngưu Dương lấy Sửu và Mùi làm quý nhân. Đấy. Tý và Sửu thì là nhị hợp. Thân Tý Thìn là xấu này. Thân Tý Thìn thì là tam hợp. Đấy. Như vậy trong ngày Giáp Tý sẽ có khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai nó là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ ba nó là giờ Dần từ 3 đến 5 giờ. Giờ tốt thứ tư nó là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ tốt thứ năm nó là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó là năm khung giờ tốt trong ngày 11 tháng 4 là ngày Giáp Tý. Ngày tiếp theo chúng ta xét là ngày 12 tháng 4. Nó rơi vào ngày 12 tháng 5 dương lịch, đó là ngày Ất Sửu. Thì trong ngày Ất Sửu nó xung với tuổi Kỷ Mùi và tuổi Quý Mùi thì những người tuổi Kỷ Mùi và tuổi Quý Mùi sẽ không dùng ngày này. Và ngày Ất Sửu thì nó khởi là khởi giờ Bính Tý. Thì giờ Tý nó có Thiên Ất, nó là giờ trung bình. Giờ Sửu là giờ trung bình cát. Giờ Dần có Kim Quỹ, nó là giờ tốt. Giờ Mão có Nhật Lộc, có Bảo Quang, nó là giờ tốt. Giờ Thìn thì nó có Bạch Hổ, nó là giờ xấu, tao dùng. Giờ Tỵ thì có Ngọc Đường, Bất Ngộ, nó là giờ trung bình.
Giờ Ngọ, giờ Mùi thì nó là hai giờ xấu. Giờ Thân, nó có thiên ất lại có thiên quan, nó là giờ tốt. Giờ Dậu, nó là giờ xấu vì nó có cung trần, ta không dùng. Tiếp theo giờ Tuất và giờ Hợi. Giờ Tuất và giờ Hợi nó là giờ trung bình khác. Đó. Chúng ta biết là gì? Trong ngày 12 tháng 4 ngày Ất Sửu thì có không giờ nào tốt nhất, đúng không ạ? Chúng ta biết này, Ất thì lý độc tại Mão. Vị trí giờ Mão là giờ tốt đầu tiên, đúng không? Ất Kỷ thử hầu đương lấy Tý và Thân làm quý nhân. Sửu và Tý thì là nhị hợp. Tỵ Dậu Sửu, Tỵ Dậu Sửu, Dậu số đang dùng. Như vậy là gì? Trong ngày Ất Sửu sẽ có những khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai đó là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ tư nó là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ năm nó là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày 12 tháng 4 là ngày Ất Sửu. Ngày tiếp theo chúng ta xét đó là ngày 17 tháng 4. Nó rơi vào ngày 17 tháng 5. Ngày 17 tháng 5 dương lịch. Đó, và ngày đó là ngày Canh Ngọ, thì trong ngày Canh Ngọ sẽ xung với tuổi Giáp Tý và tuổi Bính Tý. Thì những người tuổi Giáp Tý và Bính Tý sẽ không dùng ngày này. Và trong cái ngày Canh Ngọ nó khởi là khởi giờ Bính Tý, đúng không ạ? Giờ Tý là giờ bình trung bình cát. Giờ Sửu là giờ trung bình, giờ Dần là giờ trung bình. Giờ Mão thì nó có ngọc đường, nó là giờ tốt. Giờ Thìn thì nó có thiên lao, giờ là giờ xấu. Giờ Tỵ thì có huyền vũ, nó là giờ xấu. Giờ Ngọ nó có thiên quan, có huyền không. Giờ Ngọ là giờ trung bình, giờ Mùi là giờ trung bình. Giờ Thân thì nó có thịnh nhật lộc và có ngọc đường, nó là giờ tốt. Giờ Dậu thì nó có minh đường, cũng là giờ tốt. Giờ Tuất thì nó có hỷ thần, nhưng có tuần không, nó là giờ trung bình. Cuối cùng là giờ Hợi, nó là giờ xấu vì nó có chu tước lại có tuần không, nó là giờ xấu thông dùng. Như vậy trong ngày Canh Ngọ, đúng không, chúng ta biết Canh thì lấy lộc tại Thân, vị trí giờ Thân là giờ tốt đầu tiên. Giáp Mậu Canh Ngô Dương lấy Sửu và Mùi làm quý nhân. Ngọ và Mùi thì là nhị hợp. Dần Ngọ Tuất, Dần Ngọ Tuất thì là tam hợp. Đó. Như vậy là gì? Trong ngày 17 tháng 4 âm lịch là ngày Canh Ngọ sẽ có các khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Giờ tốt thứ năm là giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Và giờ tốt thứ sáu là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Cuối cùng giờ tốt thứ bảy là giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong ngày 17 tháng 4 là ngày Canh Ngọ. Ngày tốt tiếp theo chúng ta xét là ngày 20 tháng 4. Tức là nó rơi vào ngày 20 tháng 5. Dương lịch nó là ngày Quý Dậu. Thì trong ngày Quý Dậu xung với tuổi Đinh Mão và tuổi Tân Mão thì những người tuổi Đinh Mão và Tân Mão sẽ không dùng ngày này. Đó. Và ngày Quý Dậu thì nó khởi là khởi giờ Nhâm Tý, thì giờ Nhâm Tý nó là giờ trung bình cát. Giờ Sửu nó có triệt không câu trần, nó là giờ xấu tam dùng. Giờ Dần thì nó có thanh long, nó là giờ tốt. Giờ Mão có phúc tinh nhiệt phá, nó là giờ trung bình. Giờ Mão là giờ trung bình này. Giờ Thìn là giờ trung bình, giờ Tỵ là giờ trung bình. Giờ Ngọ thì nó có kim quỹ, nó là giờ tốt. Giờ Mùi nó là giờ trung bình. Giờ Thân thì nó có bạch hổ, nó là giờ xấu không dùng. Giờ Dậu, giờ Tuất và giờ Hợi. Tuất và Hợi nó là giờ trung bình cát. Đó. Như vậy trong ngày Quý Dậu thì sẽ có những khung giờ tốt sau. Chúng ta biết Quý thì lấy lộc tại Tý, vị trí giờ Tý sẽ là giờ tốt đầu tiên. Thứ hai Nhâm Quý xà thú tàng lấy Tỵ và Mão làm quý nhân. Đúng không? Dậu và Thìn thì là nhị hợp. Tỵ Dậu Sửu, Sửu xấu này. Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Đó. Như vậy trong ngày 20 tháng 4 ngày Quý Dậu sẽ có những khung giờ tốt sau. Giờ tốt đầu tiên là giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ tốt thứ ba nó là giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Giờ tốt thứ tư là giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ. Giờ tốt thứ năm là giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Và giờ tốt thứ sáu là giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ. Đó là những khung giờ tốt trong cái ngày 20 tháng 4. Cái ngày tốt tiếp theo chúng ta xét là ngày 29 tháng 4, nó là ngày Nhâm Ngọ. Nó rơi vào ngày 29 tháng 5. Nó rơi vào ngày 29 tháng 5 mà dương lịch. Đó. Thì trong ngày Nhâm Ngọ thì nó xung với tuổi Bính Tý và tuổi Canh Tý, thì những người tuổi Bính Tý và tuổi Canh Tý sẽ không dùng ngày này. Và trong ngày Canh Ngọ thì nó khởi giờ Canh Tý, thì giờ Canh Tý nó là giờ trung bình cát. Giờ Sửu nó là giờ trung bình. Giờ Dần có triệt không, bạch hổ, nó là giờ xấu. Giờ Mão nó là giờ trung bình.
Giờ Thìn là giờ trung bình. Giờ Tị, giờ Ngọ, giờ Mùi là giờ trung bình. Giờ Thân, giờ Dậu cũng là giờ trung bình khác. Giờ Tuất thì nó có thiên hình, nó là giờ xấu, tăng dùng. Cuối cùng là giờ Hợi, có nhật lộc, có chu tước, nó là giờ trung bình khác. Như vậy trong ngày Nhâm Ngọ ngày 29 tháng 4 sẽ có khung giờ tốt sau. Nếu chúng ta biết Nhâm thì lấy lộc tại Hợi, vị trí giờ Hợi là giờ tốt đầu tiên. Nhâm Quý xà thấu tàng, lấy Tị và Mão là quý nhân. Đó, Ngọ và Mùi thì là nhị hợp. Dần Ngọ Tuất thì là tam hợp, đúng không ạ? Dần và Tuất xấu tăng dùng. Như vậy trong ngày 29 tháng 4 ngày Nhâm Ngọ sẽ có khung giờ tốt sau này. Giờ tốt đầu tiên là giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ. Giờ tốt thứ hai là giờ Tị từ 9 đến 11 giờ. Giờ tốt thứ ba là giờ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ và giờ tốt thứ tư nó là giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Đó, đó là những khung giờ tốt để cắt tóc trong cái tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Như vậy là tôi đã sử dụng quyển ngày tốt tuần thư, sách ngày tốt tuần thư, đúng không ạ? Để tìm cho quý vị và những các bạn những ngày tốt để cắt tóc trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể chụp lại chép lại cái bảng này, cho dừng màn hình lại để chụp lại bảng này để tìm ra được những ngày tốt để mình làm việc cho được hanh thông may mắn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình ngày được tốt hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.